Em xin tự giới thiệu là em là Lê Hùng. Năm nay 24 tuổi, cao 1m75 và nặng 60 cân. Giống như đi casting quảng cáo quá vậy anh. Ủa, rồi công việc của mình là gì? Công việc của em là YouTuber. À, YouTuber, là bạn gái. Xin chào mọi người, em tên là Bạch Mi. Công việc của em cũng là YouTuber. Hôm nay là lần đầu tiên em tham gia chương trình Nhanh Nhanh Chớp nên là em rất là run ạ. Em đang sợ là lên trên kia là não em nó không còn ở trong này nữa. Trong đội của em có Lan Phương rồi thì không sợ gì nữa hết trơn. Thực ra thì em cũng đã xem số Nhanh Nhanh Chớp của chị Lan Phương rồi nên là thành ra em lại hơi hoang mang. Đúng rồi, đừng kỳ vọng gì cả. Trời ơi, cỡ nào Lan Phương cũng cãi cho thành thắng hết trơn. Không, tùy thiên thời địa lợi thôi. Đúng rồi. Có những lúc không cãi được câu nào đâu. Đúng rồi, ai lại làm thế nhá. Hoàn thành câu thành ngữ sau. Nhanh như ... Nhanh như chớp. Không chính xác. Nhanh như chớp là tên chương trình như vậy thành ngữ. Thế là gì? Nhanh như cắt. Nhanh như cắt. Tại sao gọi là nhanh như cắt? Cắt là cái gì? Con cắt là con chim. Đúng rồi. Đấy vừa nói xong. À. Cái đó là hỏi chơi mà. Thế thôi. Thế thôi. Trả lời chơi nhá. Hoàn thành câu thành ngữ sau. ... thì ... họa. Có họa thì nan. Bừa ấy chị ơi, bỏ qua đi, bừa đi. Bừa tai đi. Họa thì chết. Rồi tai họa thì chết. Năm hỷ 10 họa. Vậy họa trong câu trên có nghĩa là gì? Năm họa 10 thì, thì là họa hoành mới có một lần. Họa hoành. Chính xác. Tức là lâu lâu á, ít khi đấy. Vậy chữ thì trong câu trên có nghĩa là gì? Thỉnh thoảng mới có một lần. Năm họa 10 thì là... Thì là gì? Thời gian à? Lên. Đúng rồi. Thời đó là cái thời gái hay là thời gì đó, là cái thở, cái lúc đó. Là thì đó. Là nói về thời gian đó. Rồi. Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát. Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, bát ngát mênh mông. Vậy cái gì bát ngát mênh mông? Đứng bên tê cái đồng lúa. Lên. Dễ mà. Quá đơn giản đúng không? Hai bài hát Cháu vẽ ông mặt trời và Đi học về có điểm gì chung? Cháu vẽ ông mặt trời và cái gì? Đi học về. Hai bài đó có điểm gì chung? Đi học về là đi học về. Em ra đều có em bé, đều nói về em bé. Không chính xác. Mở đầu là tên bài hát. Cháu vẽ ông mặt trời. Đi học về là đi học về. Ok. Đi học về là đi học về. Đó. Hát bằng cái câu. Vậy mới đố chứ. Hay. Họ nhạc thiếu nhi không lẽ không có em bé? Câu hỏi ta sắp xếp hay quá mình phải trả lời hay. Trong bài hát Cháu vẽ ông mặt trời, cái gì ở cạnh ông? Cháu vẽ ông mặt trời. Cháu vẽ ông mặt trời. Cháu xuống. Cháu vẽ ông mặt trời. Trời mây ở cạnh ông. Lên. Dạ này thuộc nhạc thiếu nhi không ạ? Mây đúng rồi. Cũng trong bài hát trên, nụ cười ông mặt trời khi cười được so sánh với ai? Nụ cười của ông mặt trời được ví như ông nội, ông ngoại. Ông ngoại. Nó về ông mặt trời. Nó về ông là giống ông. Không chính xác. Như miệng cười cô giáo. Trong ca khúc Chị Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến, lý do nào khiến người chị chưa muốn lấy chồng? Vì lo cho em. Lên. Để lo các em chuyện chồng con đó. Chị thương hai đứa em đó. Trong khúc Chị Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến, người chị đã làm công việc gì để kiếm sống? Chị thương hai đứa em. Từ đầu á chị, từ đầu á. Từ đầu như thế nào? Rồi nhắc đối thủ luôn rồi. Cho chị đi trên mặt chỉ toàn. Chắc đi bán, đi gánh hàng đi bán. Bán gì? Bán rau. Lên. Vịnh Thái Lan là địa danh có bao nhiêu nước chung với nhau? Hả? Vịnh Thái Lan. Vịnh Thái Lan á. Bao nhiêu nước chung với nhau? Gồm có Thái Lan, có Lào, có Lào thôi. Singapore, Indonesia, Malaysia. Không chính xác. Có Thái Lan, Malaysia, Campuchia và Việt Nam. Như vậy là Lan Phương đội mình là đội số 3 đấy em. Giỏi rồi. Mang về 3 đáp án liên tiếp, xin chúc mừng. Thưa quý vị, hãy gặp gỡ lại Duy Khương. Duy Khương à, chưa bao giờ chị tự hào về mình như thế. Sao chị? Cố gắng lên. Vì chị chỉ còn cách một cái là lên kia. Không, 9 thôi. Chứ 10 thì chị đã hú lên rồi. Ủa sao mà chị tới đây rồi chị nói cái giọng điệu là chị không biết gì mà sao chị chơi một lần 9 câu? Không, đấy gọi là đánh lạc hướng đấy em. Thôi chị lớn mà chị hay đánh lạc, em nhỏ quá. Nho còn xanh lắm. Chị hả? À. Phương ơi ráng lên. Sau đây là 2 phút dành cho Duy Khương. Hoàn thành câu thành ngữ sau. Nhanh như chấm chấm chấm. Nhanh như chớp. 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 Thành ngữ. Ủa? Thành ngữ. Thành ngữ ai kêu cái tên em số? Cái gì vậy? Nhanh như cắt. Thành ngữ. Nhanh như cắt. Em chưa nghe câu này. Cái ngữ cắt đó người cha không trải nghiệm. Tối ngày lo búi tóc. Hoàn thành câu thành ngữ sau. Chấm 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 thì chấm 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 họa. Họa. Họa bì. Họa bì. Trời ơi, cái gì vậy? Thì phim họa bì là chính xác. 5 thị 10 họa. Vậy họa trong câu trên có nghĩa là gì? Họa là một cái tai nạn, một cái họa đó. Không chính xác. Chết tôi. Họa là họa hoàng, là hiếm có, là ít khi á. Thôi bỏ qua câu này đi anh ơi. Rồi. Câu này hoài làm sai hết nguyên một cái đề luôn á. Vậy chữ thì trong câu trên có nghĩa là gì? À, là cái thời điểm. Cái thời lên, đúng rồi. Trời ơi. Này, câu này khó nha. Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát. Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, bát ngát mênh mông. Vậy bát ngát mênh mông là cái gì? Cái gì bát ngát mênh mông? À, mình trong á, mình trong ra cánh đồng á. Cái gì bát ngát mênh mông? Cái gì bát ngát mênh mông? Cái gì bát ngát? Cánh đồng. Lên. Vẫn suy nghĩ nữa. Trời ơi. Thấy chưa, cái đó nó chè. Không phải, tại vì cái chén nó phủ đi cái chén nó tống lên. Chén lên. Nó chè mất cái chất xám ở đây nè. À, nó che mất cái chất xám ở đây hả? Hai bài hát Cháu Vẽ Ông Mặt Trời và Đi Học Về có điểm gì chung? Hát đi. Cháu vẽ ông mặt trời, miệng ông cười thật tươi. Được rồi, qua bài khác đi. Rồi, bài gì nữa anh? Đi Học Về. Đi học về là đi học về. À, miệng cười. Trời ơi. Cái miệng nào cười? Miệng, cái miệng. Xuống chơi nào. Trả lời. Hai cái tên là hai cái câu đầu tiên nhưng mà hát luôn đó. Cháu ve ông mặt trời, đi học về là đi học về. Là cái gì? Tên của hai bài hát là câu đầu tiên là tên lời bài hát. Ủa em đi tìm cái điểm giống nhau là cái lời bài hát. Cái lời bài hát suy nghĩ cao siêu chi vậy cho thua. Dán cái tấm liền. Rồi suy nghĩ đơn giản lại. Dịnh vậy luôn đi. Trong bài hát Cháu Vẽ Ông Mặt Trời, cái gì ở cạnh ông? Hát. Cháu bé ông mặt trời, miệng ông cười thật tươi. À, như gì đó em không học mẫu giáo, không thuộc bài đó. Thì cái suy nghĩ suy tưởng cái gì bình thường đó, suy luận bình thường. À, cái gì anh hỏi cái gì vậy? Cái gì cạnh ông mặt trời? Cháu bé ông mặt trời, cái gì ở cạnh ông? À, mây cạnh mặt trời. Mây hả? Lên. Vậy là cái này không cần ăn học cũng biết nữa. Không biết. Cũng trong bài hát trên, nụ cười của ông mặt trời khi cười được so sánh với ai? Như nụ cười của bé. Cô giáo không? Như nụ cười cô giáo không? Thì tên là bé. Trời. Không anh ơi, cô giáo của anh Khương tên bé. Đúng rồi. Cô tên Nguyễn Thị Bé. Đúng rồi. Hồi nãy em biết cô đó nè. Cô bé dạy trường Sân Khấu Điện Ảnh đó, nhớ không? Thầy sư dạy mình đó. Đúng rồi. Cô bé ơi, đúng không cô? Em xuống đi cưng. Có cô bé thì có. Biết rồi. Dán cái tóc lên là trả lời đúng đó. Trong ca khúc Chị Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến, lý do nào khiến người chị chưa muốn lấy chồng? Không biết là bị đánh đó. Không biết là bỏ nghề luôn. À, chị thương hai đứa em. Lên. Em giỏi nghệ thuật lắm. Ok. Trong ca khúc Chị Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến, người chị đã làm công việc gì để kiếm sống? À, chị đi buôn bán cái gì ta? Nhà tôi bên bến sông cô. Nhanh lên, không cần giống giai điệu. Nhanh lên. À, chị tôi đi bán hàng rong gì ngoài đường á. Trời. À, chị... Không chính xác. Chị làm gì vậy? Bán rau. Cái chị nào của anh đi bán hàng rong vậy? Chị bán rau không? Chị bán rau chợ Cổ Đông Mỹ Gia đó. Chị bán rau chứ chị bán rong nó gần với nhau. Chị bán rau là rau rong á, anh rong riêu á. Vịnh Thái Lan là địa danh có bao nhiêu nước chung với nhau? Vịnh Thái Lan là địa danh của bao nhiêu nước chung với nhau, là các nước Đông Nam Á. Kể ra. Bao nhiêu? Bao nhiêu cái gì? Nước. 6 nước, 3 nước. Không, chính xác. 4 nước. Rồi. Hồi nãy mình được bao nhiêu? Hả? 4 câu. 3 câu. Nãy chỉ được 3 câu. Bên này câu đâu có được 3 câu đâu. Mình được bao nhiêu? 2 à. Hiện tại tỷ số là 2-1. Yeah.